feels like a test that I fail so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first, I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. Hello, xin kính chào quý vị các bạn đến với Tuấn Phan TV. Trong video ngày hôm nay thì mình đang đứng ở đây là khu vực Shinjuku ở tại khu vực Tokyo, và ngày hôm nay đưa các bạn đi tham quan một trung cục khu phố được gọi là phố Hàn Quốc ở khu vực Tokyo. Chúng ta sẽ đến với một cái khu phố mà ngày nào cũng rất là tấp nập và đông đúc, gọi là sầm uất buổi tối. Bắt đầu từ 5 giờ chiều các bạn đến đây đông nghẹt người luôn, và không thể không nhắc đến đó là Shinjuku. Đây cũng là một trong những khu vực mà thủ phủ có rất rất nhiều người Việt Nam mình sinh sống ở khu vực này. Và chúng ta đến đây là chúng ta thưởng thức được những món ăn của Hàn Quốc, trong đó có rất là nhiều những quán ăn của Việt Nam. Và có nhiều người Việt Nam, có nhiều những bạn trẻ là lưu học sinh, những bạn đang là du học sinh sinh sống và làm việc học tập ở tại khu vực ga Shinjuku này. Và đây cũng là một trong những khu vực mà có nhiều các trường tiếng Nhật dành cho các bạn học sinh nhiều nhất ở khu vực Shinjuku này. Ok, hãy cùng mình trải nghiệm và chúng ta sẽ cùng bách bộ trên con phố để xem rằng là khu vực Shinjuku này sầm uất như thế nào nhé các bạn nhé. Ok, let's go đi nào. OK, chúng ta sẽ di chuyển để có thể tham quan được bách bộ các khu phố Hàn Quốc này. Ở trên cái khu vực Shinjuku này thì nhà ga có cả tiếng Việt các bạn nhé. Nhà ga Shinjuku thì có cả tiếng Việt để có thể phục vụ cho người Việt Nam, cho nên là đến đây thì các bạn có thể thoải mái, có thể đứng ngạc nhiên nữa khi mà tại nhà ga thì có cả tiếng Việt các bạn ạ. Đấy, rất sầm uất các bạn ạ, đông lắm các bạn ạ. Đây là những quán Hàn Quốc các bạn này. Đó, rất đông. Để
bạn thấy không, rất nhiều quán Hàn Quốc các bạn nha. Đây, tất cả những cái món quán ở dọc cái phố này là quán Hàn Quốc thôi các bạn. Đấy, các bạn thấy không, cực kỳ tuyệt vời luôn. Họ cũng thiết kế quán rất là đẹp nhá, vị trí trong rất là, đồ ăn rất là ngon và hấp dẫn. Có, cũng có nhiều quán của Việt Nam mình được bày bán, cũng như họ bán ở trên cái khu phố này. Chữ tiếng Hàn và chữ tiếng Nhật Bản ở trên con phố này thì quá nhiều luôn. Vì đa số là người Hàn Quốc họ thuê để họ mở những cửa hàng chuyên về đồ mỹ phẩm này, rồi chăm sóc sắc đẹp cho chị em, và những quán ăn của Hàn Quốc, nhất là những cái món thịt nướng các bạn ạ, cực kỳ ngon luôn. Đây. Đấy. Đấy các bạn này, đây những cái quán kiểu như thế này các bạn này, họ bán những cái đồ mỹ phẩm của Hàn Quốc ấy. Ai mà muốn mua hàng chính hiệu, chính hãng thì có thể lên những cái cửa hàng ở trên khu phố này. Rất rất nhiều các bạn ạ. Dọc hai khu phố này hai bên các bạn nhá. Đây này, dọc hai khu phố hai bên, ở bên kia đường cũng vậy, cũng là toàn bộ khu vực khu phố của Hàn Quốc cả. Đấy, những cái quán Hàn Quốc họ mở lên, họ phục vụ làm bán cho khách Nhật Bản. Và những bạn trẻ như học sinh cấp 2, cấp 3 là họ cũng rất thích đến đây để có thể thưởng thức được những món ăn Hàn Quốc. Đây các bạn này, những cái quán kiểu như này. Ở trong đây thì họ bán rất là nhiều những cái mẫu mã của Hàn Quốc. Để cho các bạn xem một chút nhé. Đấy. Những cái đồ này của Hàn này các bạn này. Đấy. Đây này, ví dụ này, những cái này. Phố này ngày nào cũng đông các bạn ạ. Quanh năm ngày tháng ngày nào cũng đông. Ê mới tài. Đến đây để thưởng thức những món ăn Hàn Quốc các bạn. Đây này. Đấy. Món kiểu này, quán kiểu này các bạn này. Đó. Đây là một trong những cái siêu thị của Hàn Quốc. Đấy, họ bán rất nhiều những cái đồ ẩm thực của Nhật, của Hàn Quốc ở trong cái quán này. Đấy, các bạn thấy không? Đó. Các bạn thấy là đáng yêu không? Này. Rất đáng yêu nhé. Món ăn của Hàn đấy các bạn. Đáng yêu. Những cái quán rất là nhỏ nhỏ thôi, xinh xinh. Đây. Chi dự này. Đấy, rất nhỏ nhỏ xinh xinh mà anh đang làm bánh kìa. Bây giờ các bạn thấy không? Rất xinh xinh. Cái cây này là cây mua các bạn nhé. Các bạn muốn mua cái gì thì các bạn sẽ cho tiền vào đây và mua. Sau đó thì anh ở trong kia anh sẽ có nhận tiền bill và anh sẽ làm. Đó, cái cây là cây mua các bạn nhé. Cây bán ấy, các bạn có thể mua vé. Đó. Rất là tuyệt vời. Đây là kiểu như này các bạn này. Đó, tuyệt vời luôn. Quần áo các thứ nhiều lắm, rất tuyệt vời. Đó, rất nhiều những cái món ăn rất ngon, rất tuyệt vời. Phố
Hàn Quốc các bạn. Evermoon Casino. Yeah, exactly. Evermoon, we got the. Giờ đông chưa các bạn, thấy không? Sầm uất chưa? Cực kỳ đông luôn. Các bạn đến cái phố này, các bạn hòa mình vào những cái quán, những cái thương hương vị kimbap của Hàn Quốc thì đúng là siêu mini luôn. Rất thích này. Đó. Tuyệt vời chưa các bạn? Rất đẹp. Họ mà làm những cái quán cũng rất là đẹp. Đây đây các bạn này. Luôn luôn phải xếp hàng các bạn nhé. Đây bạn trẻ đang phải sờ xếp hàng đấy các bạn. Luôn luôn phải xếp hàng đấy, rất là đông. Trong này này các bạn này, đỏ đỏ tím tím hồng hồng, các bạn thấy không? Đi vào đây chút các bạn nha. Các bạn hấp dẫn chưa? Các bạn nhìn cái biển hiệu này, quá nhiều món luôn. Đây là trong ngõ sâu các bạn nhá, nhưng mà cũng có quán rất là đẹp đấy, để có thể phục vụ cho các bạn gì các bạn có thể đến đây, rất là nhiều những cái quán hấp dẫn. Chuẩn bị lễ hội Halloween đi các bạn, Halloween vào ngày 31 tháng 10 của năm 2023, các bạn đi đâu nếu đang ở Tokyo hãy đến Shibuya các bạn nhá. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 31 ở tại Shibuya để có thể tham gia và hòa mình vào lễ hội Halloween Tokyo 2023. Đó, đông các bạn, cực kỳ đông luôn. Dãy phố rất đẹp. Đấy, các bạn thấy không? Quán ăn Hàn Quốc cực kỳ đông luôn, rất là đông. Mà ngày nào cũng đông luôn các bạn, thế lạ. Thank you.
Cái khu phố này rất nhiều người trẻ đến đây các bạn, là đa số các bạn trẻ ở khu vực Tokyo này họ đến đây rất là nhiều, đến đây để thưởng thức cũng như là tìm hiểu về văn hóa của Hàn Quốc thông qua các cái đồ dùng, đồ ăn uống, ẩm thực, nhất là những cái vật dụng cũng như là mỹ phẩm, trang chăm sóc sắc đẹp. Giới trẻ của Tokyo cũng rất thích các bạn nhá.
Đó, các bạn thấy không, Shinokubo là một trong những cái địa điểm đến nếu như các bạn ở khu vực Tokyo đến đây có thể để vui chơi vào buổi chiều, buổi tối, thưởng thức những món ẩm thực của Hàn Quốc cũng như Nhật Bản ở tại khu vực Shinokubo thuộc trung tâm và vùng nõi của khu vực Tokyo các bạn nhé. Video cũng dài rồi, mình sẽ tạm dừng video ở đây. Chúc các bạn sẽ có nhiều niềm vui. Hẹn gặp lại các bạn vào một cái video tiếp theo. Chúng ta sẽ đến với những cái khu vực khác ở khu vực Tokyo các bạn nhé. Chúng ta thưởng thức những món ăn ẩm thực riêng của khu vực Tokyo các bạn nhé. Các bạn đã thích video này hãy cho mình một like, một đăng ký và hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Bye bye. Thank you.